Hai, xin chào mọi người. Vậy là gian hàng rượu nhà tôi cũng đã tạm ổn rồi. Hôm nay tôi quay cho mọi người xem nhé. Đây mọi người ơi, mọi người xem đi. Mọi người thấy gọn gàng chưa? Đây là mấy bình 12 con gát nhé mọi người nhá. Hello Kitty này mọi người ơi. Đây hình mặt Phật rất là đẹp nhá. Cái này tôi phải đặt rất là lâu mới có hàng nhá mọi người nhá. Bình lạnh rất là đắt tiền nhá. Đây đông trùng ký chủ này mọi người ơi. Đông trùng ký chủ nhá. Ký chủ trên con nhộng nhá mọi người nhá. Đây ba bình rượu vải nhé mọi người ơi. Rượu vải uống rất là ngon nhé mọi người nhá. Đây là sâm xuyên đá nhé mọi người nhá. Sâm xuyên đá rất là tốt nha mọi người nhá. Ăn ngon ngủ ngon nhá. Bổ cả dương, bổ cả âm nha mọi người nhá. Trong cái sâm xuyên đá này cái hàm lượng của nó rất là cao nha mọi người nhá. Hàm lượng chất bổ nó rất là cao nhá. Cao gấp 3 đến 5 lần nhân sâm Hàn Quốc các mọi người ơi. Sâm xuyên đá với cả nấm tích dương. Có mọi người thấy chưa? Mấy bên cao cao là nấm ngọc cẩu nha mọi người nhé. Đấy này là rượu đào để mọi người ơi. Đó mọi người thấy có cần phải chỉnh sửa gì thì bảo tôi để tôi chỉnh sửa thêm cho nó đẹp nhé mọi người nhá. Còn anh em nào nếu có bản lĩnh thì alo ngay cho tôi để đặt hẹn với tôi nhá, lên nhà tôi uống rượu nhá anh em nhá. Thôi tôi kết thúc video ở đây nhé mọi người ơi, bye bye.